Hello các bạn thân mến. Xin chào các bạn, không biết là các bạn đã lên xem phần livestream này cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay hay là chưa? Nhưng mà như chị đã hứa cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau có một buổi học thử đúng không ạ? Và chị sẽ đợi các bạn một chút xíu để các bạn lên. Sau đó thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học thử ngày hôm nay cùng với chị em nhé. Được không nào? Ok, đợi chị một chút xíu nha. Đợi mọi người nhá, để xem các bạn lên chưa? Hello các em. Xin chào các bạn. Hello các em. Bạn lên chưa? Chị đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đấy. Là một buổi học thử đặc biệt và là buổi học thử duy nhất của chúng ta ngày hôm nay cùng với chị. Chị hy vọng rằng là sau ngày hôm nay thì sẽ tiếp thêm cái niềm tin cho các bạn về việc là ok, mình phải học cùng với chị Hiên thôi, được không nào? Ok, xin chào các em. Các bạn ơi, chào Khánh Vi, xin chào Thu Hà, xin chào Quyền. Xin chào Thảo Ngân, xin chào em. Xin chào Chi Mai. Đợi mọi người một chút nhé, rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi ngày hôm nay. Ok, xin chào các bạn. Em chào chị. Là như vậy. Nên là hãy nhanh chóng tác bạn bè của mình vào giúp chị nha. Bạn bè của mình vào nhá, để chúng mình cùng bắt đầu nhá. Ok ạ. Xin chào các em, xin chào các bạn. Hello hello. Hết bài nhạc chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Ok, xin chào Thùy Dương, xin chào Ngọc Dương, xin chào các em. Lại cùng anh bước trên con đường, ta sẽ không quay đầu để dừng. Chuẩn bị một tâm hồn đẹp đúng không? Quan trọng nhất là như thế. Còn lại tất cả mọi thứ chị đã chuẩn bị cho các bạn rồi, nên là các em không cần phải lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp thôi, ok không? Ok, được hơn 200 bạn rồi. Nào, nhanh chóng tác bạn bè của mình vào nhé. Hãy nhớ rằng đây là buổi học thử duy nhất của chúng mình. Và chị hy vọng rằng là đối với những bạn mới biết đến chị Hiên thì đây sẽ là một cái buổi học củng cố niềm tin cho các bạn, rằng là hãy lựa chọn chị Hiên thôi, chắc chắn phải đi cùng với chị Hiên ở trong năm nay thôi. Ok không nào? Ok, xin chào Phạm Minh Huế, xin chào các em. Xin chào các em. Hello các bạn. Ok, rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhé. Như chị đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái buổi học thử cùng với chị.
và chị tin rằng là có rất là nhiều bạn đã vô cùng là mong đợi cái buổi học thử ngày hôm nay. Chị biết là gần 300 bạn đang xem cái phần livestream này. Chắc chắn là các em chưa, ở trong đây có rất là nhiều bạn vẫn chưa quyết định là đăng ký cái khóa học học văn cùng với chị Hiên ở trong năm nay. Chị biết là các bạn vẫn còn những cái rào cản và lo lắng về việc là ôi không biết chị ấy dạy có chất lượng thật không. Thì ngày hôm nay chị muốn có một cái buổi học thử để cho các bạn có thể trải nghiệm lớp học văn của chị Hiên là như thế nào. Và chị mong là nếu như có thể thì các bạn hãy quyết định sớm để đầu tháng 9 này chúng mình sẽ có một lớp học văn kéo dài tới tận khi mà chúng mình thi. Và đây sẽ là cái lớp tất nhiên rồi, bao giờ là đứa con đầu thì cũng sẽ là được chăm sóc nhiều nhất đúng không? Nên chị hy vọng là các bạn sẽ có những cái quyết định sớm để chúng ta bắt đầu sớm và có một cái kết quả tốt đẹp. Đừng giữ cho mình cái suy nghĩ là bây giờ chưa cần thiết phải học. Đừng giữ cho mình suy nghĩ như vậy. Nếu như bạn nào mà giữ cho mình cái suy nghĩ như vậy thì chị nghĩ là các em không cần phải học thử đâu ạ. Được không ạ? Các bạn cứ ao ra và tiếp tục rong chơi với những cái đam mê và với những cái điều mà các bạn thích đi. Còn nếu như bạn nào đã xác định tâm thế là em sẽ học sớm, em bắt đầu sớm, em khởi động sớm để em đạt được cái thành quả tốt đẹp thì hãy ở lại đây cùng với chị. Được không ạ? Lời đầu tiên thì cho phép chị Minh Hiên xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn đang theo dõi buổi học thử của chị ngày hôm nay. Và trong buổi học thử ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái tiết học đầu tiên, về một trong số những cái tác phẩm đầu tiên mà kể cả ở trong cái chương trình thì các bạn cũng sẽ học đầu tiên, đó chính là thi phẩm Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok, xin chào các bạn. Xin chào Hoàng Thảo, xin chào các em. Ok, xin chào Thu Hương. Nhanh chóng tag những người bạn của mình giúp chị nhé. Bởi vì chính cái việc tag bạn bè giúp cho chị là một trong những cái động lực rất là lớn để chị có thể giảng hay hơn ở trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Được không nào? Xin chào các em, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ok, xin chào các em. Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu trong buổi ngày hôm nay cùng với chị nhá. Ok không nào? Sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa các em? Ok, xin chào Ái Tiên. Đã thấy khá là nhiều bạn học sinh lớp on của chị ở đây rồi. Ok chưa nào? Rồi, xin chào các bạn. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Rồi, các bạn thân mến, có thể nói rằng là thơ ca trong giai đoạn từ năm 1945 cho tới năm 1975 chính là cái giai đoạn sau cách mạng, đúng không ạ? Sau thành công của cách mạng tháng 8 là một cái thời kỳ đánh dấu rất là nhiều những cái thành tựu khác nhau. Bởi vì là chúng ta biết được rằng là cái giai đoạn lịch sử từ năm 1945 cho tới năm 1975 thì đất nước Việt Nam chúng ta đã đón nhận rất là nhiều những cái sự kiện lịch sử quan trọng. Ví dụ như là thắng lợi của cách mạng tháng 8 vào năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng không ạ? Sau đó thì là gì ạ? Năm 1954 với chiến thắng lịch sử lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta Hiệp định Geneva, đúng không ạ? Sau đó thì đến năm 1975, cụ thể là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì quân và dân ta đã giành được cái chiến thắng để nối lại hai miền Nam Bắc và tuyên bố cái gì ạ? À, sự thống nhất giữa hai miền Nam Bắc, thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Cùng song song với đó là rất nhiều những cái sự kiện lịch sử quan trọng đi cùng với cái thời kỳ lịch sử ở trong giai đoạn này. Cũng bởi chi phối bởi cái bối cảnh xã hội, chính trị xã hội, thế nên văn học Việt Nam trong giai đoạn 1945 đến 1975 có rất nhiều những cái sự thay đổi và mang trong mình những cái đặc điểm riêng. Thế nhưng đặc điểm quan trọng nhất mà chúng ta có thể thấy rằng đó chính là văn học giai đoạn sau cách mạng tháng 8 luôn luôn mang trong mình cái hơi thở của thời đại. Và nói cách khác thì là gì ạ? Văn học phản ánh cái chặng đường lịch sử mà dân tộc ta đã đi qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những tác phẩm tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến chống Pháp, tức là trong giai đoạn từ năm 1945 cho tới năm 1954. Đây là một trong số những cái tác giả mà thành công ở giai đoạn đầu, thành công từ rất sớm và để lại một cái bài thơ. Người ta đánh giá rằng đây là một trong số những bài thơ toàn bích của tác giả này. Bài thơ được mang tên là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và với Tây Tiến thì Quang Dũng đã đến gần hơn với bạn đọc. Với Tây Tiến, Quang Dũng đã tự mình ghi dấu ấn của mình, hay nói cách khác là gì ạ? Thể hiện một cái phong cách thơ cực kỳ là riêng của người nghệ sĩ này. Và cụ thể, phong cách thơ của nhà thơ Quang Dũng ra sao và bài thơ Tây Tiến truyền tải đến cho chúng ta nội dung gì, phản ánh lịch sử xã hội
trong những cái năm đầu, năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với chị qua thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn nhé. Ok không nào? Chị muốn các bạn hiểu rằng là cái bối cảnh lịch sử xã hội ấy, đặc biệt là những cái sự biến chuyển về văn hóa, nó chi phối rất là lớn, thực sự là chi phối rất là lớn tới cái sự thay đổi của văn học. Hơi thở của văn học chính là hơi thở của thời đại, và đặc biệt là văn học trong cái giai đoạn này sau cách mạng tháng 8. Ok không nào? Rồi, các bạn ơi, theo kịp không ạ? Chị có nói nhanh quá không? Nếu như mà chị nói nhanh quá thì các bạn cứ nói với chị để chị nói chậm lại nhá, được không ạ? Nhá. Nếu như mà chị mà nói nhanh quá thì các bạn cứ bảo chị là ôi chị ơi, chị nói chậm lại hộ em một tí. Ok luôn, được không ạ? Gọi là gì ạ? Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu các bạn đấy. Cố gắng là như vậy. Thật ra ấy, cái việc đầu tiên mà chị muốn làm cho các bạn là chị muốn gạch ra cho các bạn về cái tiến trình văn học cơ, những cái giai đoạn văn học cơ. Nhưng mà chị sợ là không đủ thời gian. Ok không? Ok không các bạn? Và khi mà nhận xét về cái bài thơ này thì nhà thơ Giang Nam đã từng đưa ra một cái lời nhận định của mình như thế này: Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không ạ? Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Thì chúng ta có thể thấy rằng là bài thơ Tây Tiến thực sự là một cái thi phẩm độc đáo, toàn bích, hiếm có của nền thơ ca kháng chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu nhé. Khi tìm hiểu về một tác phẩm thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về hai vấn đề quan trọng nhất, đó là về tác giả và về tác phẩm. Trong phần tác phẩm chúng ta lại tiếp tục chia thành hai cái mảng kiến thức mà các bạn bắt buộc phải nắm được, đó là về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ này và về nội dung của cái tác phẩm này, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ cùng chú ý với chị trước tiên là về tác giả Quang Dũng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, được không ạ? Quang Dũng, bởi vì là đây là một cái bài thơ thuộc về đề tài người lính của Quang Dũng, thế nên xin phép là chọn màu, gọi là gì đấy ạ? À, xin phép là chọn màu nền là màu xanh. Đây cũng là cách mà chị gợi nhớ cho các bạn bằng việc là chúng ta hoàn toàn có thể gọi là ghi nhớ bằng cái màu sắc, được không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhớ bằng cái màu sắc, bởi vì khi mà ví dụ nhắc đến bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh là nghĩ đến màu hồng này, bởi vì là màu của tình yêu này, đúng không ạ? Ví như bài Đất Nước này thì nhớ tới màu xanh, màu của bầu trời, màu của đất nước này, đúng không ạ? Rồi thì Việt Bắc thì là nhớ tới hình ảnh của ví dụ như là cũng là màu xanh này, hoặc là chúng ta chọn một cái màu tràm này, kiểu vậy. Ok không? Thì chị nghĩ là cái việc lựa chọn màu sắc này cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ ghi nhớ hơn, được không ạ? Đó chỉ là một cái mẹo rất là nhỏ thôi. Tiếp tục này, chúng ta sẽ ghi nhớ đây giúp cho chị. Nói về tác giả Quang Dũng thì chúng ta sẽ nhắc tới những cái thông tin chính sau đây. Ok chưa nào? Những cái thông tin chính mà các bạn sẽ chú ý giúp chị đó chính là: à, là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? Hiểu chị không nào? Chúng ta thấy rằng là bước vào cuộc kháng chiến, cảm hứng lãng mạn trong thơ trong những năm đầu của cách mạng được nối tiếp bằng cái cảm hứng lãng mạn anh hùng. Và những cái con gì ạ? À, những con người đi lúc bấy giờ thì luôn luôn ra đi với cái tinh thần đó chính là chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đây là một trong số những cái câu thơ rất là nổi bật trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn ạ. Ok chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là đây ạ, Quang Dũng là một trong số những tác giả nổi bật của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok không nào? Tiếp tục nhá. Đây là một người nghệ sĩ, nói về con người của Quang Dũng ấy, thì đây là một người nghệ sĩ rất là đa tài, được không ạ? Đây là một người... Ôi chị xin lỗi, chị xin lỗi các bạn một chút. Ồ, đợi xin lỗi các bạn một chút nhá, được không nào? Rất là xin lỗi các bạn. Đây, được không ạ? Xin lỗi các bạn một chút. Đấy, khổ ghê á. Ồ, đợi chị một chút nhá. Nhiều lúc chị dở lắm, được không nào? Rồi đây nhá, quay trở lại. Rất là xin lỗi các bạn. Thỉnh thoảng chị Hiên là kiểu như là dùng máy tính, kiểu như là con bò ấy, kiểu ngơ ngơ, không biết là dùng kiểu gì. Ok chưa nào? Rồi, thì đây là nói về bản thân Quang Dũng. Thì Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài. Tại sao lại nói rằng đây là một người nghệ sĩ đa tài? Làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc,
thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả các bạn ạ. Còn cả viết văn nữa và rất là nhiều những cái tài lẻ khác nữa. Và đặc biệt là các bạn nhìn bức ảnh của Quang Dũng thì các bạn thấy là cực kỳ là xoái luôn. Rất là đẹp trai các bạn ạ. Vừa đẹp trai lại vừa có tài. Đó là những cái gì mà chúng ta có thể nói về nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa nào? Nhưng mà không phải vì thế mà các bạn viết vào trong bài các bạn bảo là ui, gì ạ, Quang Dũng được biết đến trong nền văn học Việt Nam hiện đại là một người nghệ sĩ rất đẹp trai. Không nhá, không biết như thế nhá. Ok không ạ? Đấy là chị nói với các bạn như vậy để các bạn dễ hình dung thôi. Còn khi mà chúng ta viết thì chúng ta vẫn phải lựa chọn để chúng ta trau chuốt. Đấy là cái mà chị muốn lưu ý đối với các bạn. Ok chưa nào? Tiếp tục. Đặc điểm về phong cách sáng tác lại của nhà thơ Quang Dũng thì chúng ta thấy rằng người nghệ sĩ này mang trong mình những cái nét, tức là cái nét viết đó là hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ghi nhớ giúp chị bốn cái này nhá. Ok không ạ? Chúng ta thấy rằng là thơ Quang Dũng vừa có cốt cách trượng phu hào hùng, lại vừa bộc lộ một tâm hồn tinh tế, hào hoa, đa cảm. Quang Dũng có một điệu thơ vừa cổ kính vừa hiện đại, một bút pháp vừa táo bạo tung hoành, vừa tế nhị, vừa tinh tế, tài hoa. Và những cái bài đặc sắc của thơ ông được thể hiện trong bài thơ Tây Tiến này, bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây này, hay là bài thơ Những Làng Đi Qua, chính là như thế. Và bài thơ Tây Tiến được xem là cái thi phẩm độc đáo, toàn mỹ, hiếm có của nền thơ ca kháng chiến. Ok không ạ? Được không nào? Thì đấy là một số những cái câu mà các bạn có thể viết vào. Chị xin nhắc lại cho các bạn, chị vừa nói về nhà thơ Quang Dũng này. Quang Dũng mang trong mình cái phong cách nghệ thuật được miêu tả bằng 4 từ như sau: hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ok chưa ạ? À, hướng khai thác cái cảm hứng lãng mạn anh hùng là điều mà chúng ta có thể tìm thấy trong cái tiếng thơ của nhà thơ này. Thơ Quang Dũng vừa có cốt cách trượng phu, hào hùng, lại vừa bộc lộ một tâm hồn tinh tế, hào hoa, đa cảm. Quang Dũng có một cái điệu thơ vừa cổ kính vừa hiện đại, một bút pháp vừa táo bạo, vừa tung hoành, vừa tinh tế, vừa tài hoa. Ok không ạ? Và điều này được thể hiện rất rõ qua những cái bài thơ được coi là nổi bật nhất của nhà thơ này, như là Tây Tiến này, Đôi Mắt Người Sơn Tây này, hay là Những Làng Đi Qua vân vân. Và tiêu biểu nhất là bài thơ Tây Tiến. Tây Tiến được coi là bài thơ độc đáo và toàn bích hiếm có của nền thơ ca kháng chiến. Ok không ạ? Lưu ý giúp chị cái này nhá. Được không? Được không? Rồi, ok chưa ạ? Tiếp tục này, các bạn ơi, đấy là chúng ta thấy rằng cái đề tài mà bản thân Quang Dũng thường lựa chọn để viết trong những cái tác phẩm của mình đó là gì nhỉ? À, đó là đề tài về người lính và đề tài về quê hương. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là trong cái thời điểm lúc bấy giờ là những cái năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, bấy giờ thì tất cả các nhà thơ đều đã chuyển mình và gì ạ, hòa nhập rất là nhanh với cái hơi hướng của thời đại. Họ viết về đất nước, họ viết về quê hương, họ viết về những con người anh hùng. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là thơ ca cách mạng tràn đầy cái cảm hứng lãng mạn công dân, say sưa ngợi ca sự hồi sinh của đất nước và một cái niềm tin sâu sắc vào gì ạ? Độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh những cái tác giả như chúng ta vừa nhắc tới như là Quang Dũng, thì thơ ca kháng chiến chống Pháp chúng ta có thể nhắc tới ví dụ như là Tô Hữu này, Trần Mai Ninh này, Xuân Diệu này, vân vân, được không ạ? Hay là chúng ta sẽ nhắc tới Hoàng Cầm này, Chính Hữu này, Thôi Hữu này, Hồng Nguyên này, vân vân. Ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị đó là những cái tác giả tiêu biểu của cái giai đoạn này. Ok chưa nào? Các em lưu ý giúp cho chị những cái ngữ liệu mà chị cung cấp thêm cho các bạn nhé. Được không? Đây ạ, nhà thơ Quang Dũng như bóng mây qua đỉnh Việt và là một áng mây bay qua sông núi nước Việt. Mây Quang Dũng bay đến đâu, hoa lá, cỏ cây và núi sông như có hồn theo đến đấy. Đây là nhận định của nhà thơ Vân Long khi nói về nhà thơ Quang Dũng. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái này để đưa vào cái phần mở bài, thân bài hay kết bài của mình đều rất là ok. Được chưa? Các bạn ơi, có bị nhanh quá không ạ? Có bị nhanh quá không? Có bị nhanh quá không? Nếu như là nhanh quá thì nói với chị để chị gọi là chị dừng lại một xíu cho bạn ghi nhá. Ok không ạ? Rồi. Được không? Được không? Có nhanh quá không ạ? Hãy nhớ là phải ghi bài, tốc ký lên, bởi vì là học văn chị Hiên mà không ghi lại những cái gì chị nói thì đáng tiếc lắm. Thực sự là như vậy. Mặc dù là tài liệu của chị đã siêu đầy đủ rồi, nhưng mà chị vẫn mong là gì? Chị vẫn mong là các bạn có thể ghi thêm để chúng ta học cái cách diễn đạt. Được không ạ? Và chính cái việc đó cũng sẽ giúp cho chúng ta viết nhanh hơn đấy. Vừa là luyện viết cho các bạn luôn đấy. Em ơi, có bị nhanh quá không? Các bạn có bị nhanh quá không nhỉ? Em có bị nhanh quá không?
Chị nói lại chậm chút nhé. Ok ok, đợi xí nha chị. Nào, ở đây đã có ai đăng ký khóa học của chị chưa? Ở đây đã có ai đăng ký khóa học của chị chưa? Nhanh tay đăng ký để học cùng với chị vào đầu tháng 9 nhé. Nói chung là cơ hội rất là hiếm hoi, không phải chuyện đơn giản. Ừ, bị chê là điều đương nhiên rồi. Ồ. Rồi, xong chưa ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung số 2. Đó chính là về bài thơ Tây Tiến. Tức là kiến thức về phần tác phẩm. Đúng không ạ? Tức là kiến thức về phần tác phẩm. Thì ở trong kiến thức về phần tác phẩm này, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghi nhớ về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ Tây Tiến. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là năm 1947 thì Minh đoàn Tây Tiến được thành lập với cái nhiệm vụ là gì nhỉ? À, với nhiệm vụ là kết hợp với bộ đội Lào để bảo vệ vùng biên giới phía Tây của nước ta. Đúng không ạ? Đánh tiêu hao sinh lực địch và bảo vệ vùng biên giới phía Tây. Đúng chưa nào? Thì chúng ta thấy rằng là Binh đoàn Tây Tiến bao gồm lực lượng lúc bấy giờ chủ yếu là học sinh sinh viên Hà Nội, những người còn rất là trẻ và nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc ra gọi gì ạ? Ra đi tìm gì ạ? À, ra đi để tìm lại độc lập tự do cho đất nước. Rất là giống với những cái vần thơ trong bài thơ Khúc Bảnh của nhà thơ Thanh Thảo từng viết như thế này. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Và những chiến binh gì ạ? À, những học sinh sinh viên Hà Nội đã ra đi như vậy và đến với binh đoàn Tây Tiến. Quang Dũng chính là một trong số những học sinh sinh viên đã rời ghế nhà trường để gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến vào năm 1947. Trong cái thời gian hoạt động ở trong binh đoàn này thì bản thân Quang Dũng đã từng có thời điểm giữ chức đại đội trưởng. Nhưng sau đó một thời gian không lâu thì Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác. Và đến năm 1948, khi mà đi tham dự một cái đại hội thi đua ở phố Lưu Tranh, thì những cái nỗi nhớ niềm thương đã quay trở lại và thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này ban đầu thì có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó khi mà được in lại thì đã đổi thành Tây Tiến. Bởi vì theo cái cách nói của nhà thơ Quang Dũng ấy, thì Quang Dũng cho rằng là chỉ cần nhắc tới Tây Tiến thôi, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ đã quay trở về rồi. Thế nên đặt từ nhớ ở đây có lẽ là thừa thãi. Đó, ý là như vậy. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Được chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là Tây Tiến được đánh giá là một trong số thi phẩm độc đáo và toàn mix hiếm có của thơ ca kháng chiến, và đặc biệt là thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu. Thế nhưng mà trong một thời gian dài từ khoảng năm 1950 cho đến năm 1951 trở đi thì người ta đã coi bài thơ này là biểu hiện của những rớt rơi tư tưởng tiểu tư sản, với những cái gọi là mộng rớt, với những cái gọi là yêm hùng rớt. Và trong kháng chiến, chỉ vì những câu thơ như là mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm, hay là gục lên súng mũ bỏ quên đời. Thế nhưng mà sau này, khi mà văn học có những cái sự chuyển mình và đổi mới, thì chúng ta thấy rằng cái góc nhìn về bài thơ này đã thay đổi. Đúng không ạ? Và sau đó thì tác phẩm này đã được đưa vào trong sách giáo khoa giống như là một cái sự ghi nhận về cái sự độc đáo, cái sự toàn bích và ghi nhận về tài năng của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa nào? Hiểu chị không ạ? Chị đã nói khá là sâu với các bạn rồi đấy, chứ không hề là mông lung và không hề là gọi là lướt qua một tí nào đâu, mà chị nói thật là chị đã nói rất là sâu rồi đấy. Nên là chị hy vọng là các bạn sẽ cố gắng. Ok không ạ? Chị hy vọng là các bạn sẽ cố gắng. Được không? Ok không? Được không? Ok không các em? Được chưa nào? Được chưa? Được chưa? Và chúng ta thấy rằng là nếu như phải chọn 10 bài thơ hay nhất của nền thơ ca cách mạng, chắc chắn phải có Tây Tiến. Và nếu rút xuống 5 bài, vẫn không thể thiếu Tây Tiến. Thậm chí chỉ 3 bài vẫn có thể có Tây Tiến. Đây chính là lời nhận định của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên khi nói về bài thơ Tây Tiến. Ok không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, bài thơ này nó hay như thế nào? Và nó có ý nghĩa như thế nào? Ok chưa ạ? Được không? Được không? À, bản thân chị thì cho rằng là viết về hình ảnh người lính trong cái giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì đã có rất là nhiều những nhà thơ khác viết rồi.
Vị như là trong bài thơ Nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên thì có viết như là: tôi nhớ bờ tre gió lộng, làng xuôi xóm ngược mái xạ như nhau. Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau, có khai hội yêu cầu chất vấn, có mẹ hiền bắt trần cho những đứa con xa. Đúng không ạ? Đó là hình ảnh của những người lính đang nhớ về quê hương, nhớ về những cái kỷ niệm của mình. Hay là gì ạ? À, tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vầng trán ướt mồ hôi. Áo anh xách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Lúc chúng tôi bọn người tứ xứ, gặp nhau hồi chưa biết chữ, quen nhau từ buổi 1-2. Phải không ạ? Đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ viết về hình ảnh người lính và viết về cái đề tài cách mạng ở trong cái giai đoạn đó rồi. Nào là gì ạ? À, nào là Nguyễn Đình Thi, nào là Tố Hữu, nào là Hồng Nguyên, đúng không? Rồi thì rất là nhiều những cái tác giả khác nữa chứ không riêng gì Quang Dũng. Thế nhưng mà nói như Vũ Quần Phương ấy, thì với bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì Quang Dũng dường như là đang đứng riêng một cái ốc đảo của mình. Ok chưa ạ? Thì chúng ta sẽ bước vào cái phần phân tích nội dung của tác phẩm này. Về nội dung của tác phẩm này, chị xin phép được chia thành 4 phần ạ. Phần 1 là 14 câu thơ đầu, đó là nỗi nhớ về thiên nhiên miền Tây và những người lính trên chặng đường hành quân gian khổ. Ok không ạ? Phần thứ 2, 8 câu thơ tiếp là gì ạ? Hình ảnh người lính Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Và đoạn thứ 3, 8 câu thơ là hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Và 4 câu cuối cùng đó là khúc vĩ thanh. Ok chưa nào? Thì ở trong cái phần buổi học thử ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau thử học cái đoạn thơ đầu, 14 câu thơ đầu, nỗi nhớ về thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính trên những chặng đường hành quân gian khổ xem sao các bạn nhé. Ok không ạ? Kem ơi, các bạn có hiểu bài không? Kem có hiểu bài không ạ? Các bạn có hiểu bài không? Nói chị nghe. Thấy nhiều bạn vào xem quá trời ấy, nhưng xong rồi cũng thấy các bạn ao ra. Các bạn có hiểu bài không ạ? Các bạn có hiểu bài không? Ok nhá. Rồi, các bạn thân mến, khi mà nói về bài thơ Tây Tiến thì bản thân chị nghĩ rằng là đây cũng là một trong số những cái bài thơ mà nói về lòng yêu nước. Bởi vì chúng ta thấy rằng là lòng yêu nước là tình cảm bao trùm sâu nhất, rộng nhất. Nó gắn bó với mọi con người Việt Nam trong một khối thống nhất của tình đồng bào đã có từ ngàn xưa, và nay thì lại càng thắm thiết hơn trong cách mạng và kháng chiến. Chúng ta thấy rằng trong thơ, tình cảm này được thể hiện cụ thể thành muôn ngàn những cái trạng thái khác nhau. Đó là tình cảm thiết tha và nỗi nhớ da diết về quê hương Kinh Bắc trù phú tươi đẹp đang bị giày xéo dưới gót của quân xâm lược trong bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm. Hay là một sứ đoài mây trắng lắm trong đôi mắt người sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Một mùa thu Hà Nội với hương cốm mới và những phố dài sao xác hơi mây trong thơ heo trong sao xác hơi mây trong thơ của Nguyễn Đình Thi. Hay mảnh đất miền Đông trong thơ Xuân Miễn, Đồng Tháp 10 trong thơ Nguyễn Bính. Đó là tình cảm gắn bó giữa tiền tuyến và hậu phương, quân với dân như cá với nước trong thơ của Hoàng Trung Thông, Hồng Nguyên và trong lời quê chân chất của Hồ Vi. Đó có thể là tình cảm mẹ con giữa những người mẹ nông dân với những đứa con vệ quốc quân trong bài thơ Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu, hay là bài thơ Thăm lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung. Và cùng đi liền với đó chính là cái lòng căm thù quân cướp nước, ý chí chiến đấu và chủ nghĩa anh hùng trong cuộc kháng chiến với tinh thần lạc quan và vươn lên trước mọi khó khăn và thử thách của quân và dân ta. Điều này được thể hiện rất rõ ở trong đoạn thơ đầu tiên này. Chị muốn nói với các bạn là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng là một bài thơ được coi là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Có nghĩa tất cả những cái gì mà Quang Dũng viết ra ở đây là những cái hồi ức của tác giả này về những năm tháng gắn bó và chiến đấu với binh đoàn Tây Tiến trên mảnh đất thiên nhiên miền Tây. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là một trong số những bài thơ thuộc về cái cảm hứng lãng mạn anh hùng và nói về lòng yêu nước. Và lòng yêu nước cụ thể ở đây được thể hiện với cái lòng căm thù quân giặc, ý chí chiến đấu anh hùng trong cuộc kháng chiến và cái tinh thần lạc quan vượt qua mọi cái gian khổ.
Đó là lòng yêu nước thể hiện qua cái tình quân dân, quân với dân như cá với nước. Và đó là cái tinh thần tự hào dân tộc, được không ạ? Lưu ý giúp cho chị nhé. Chị muốn là nói rộng ra cho các bạn như vậy để các bạn có thể hiểu được cái phần này. Thì ở trên này như chị đã nói với các bạn, phân tích thơ ấy, thì cái phần quan trọng nhất là chúng ta phải chia được bố cục. Vừa rồi là chị chia cho bố cục cho các bạn trong một cái bài lớn rồi, phải không ạ? Chị chia bố cục cho các bạn ở một cái bài lớn rồi, đó là 14 này, 8 này, 8 này và 4 này, nhớ chưa? Thì ở đây bây giờ chị lại tiếp tục chia nhỏ cái bố cục hơn cho các bạn ở trong 14 câu thơ đầu, đó là 2, 2, 4, 2, 2 và 2. Ok chưa ạ? Được không nào? Hiểu chị chưa? Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé, hai câu thơ đầu. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt các bạn đó là hình ảnh về dòng sông Mã, đúng không? Chúng ta thấy rằng là có một trong số những cái đặc điểm ấy của gọi là gì ạ, thơ ca kháng chiến chống Pháp mà các bạn có thể nhìn thấy đó chính là gì ạ? Đó chính là ngôn ngữ thơ ca kháng chiến sử dụng rộng rãi những cái địa danh, phải không ạ? Trong thơ Việt Nam chưa bao giờ các địa danh của mọi vùng miền lại xuất hiện nhiều và phổ biến như ở thời kỳ này. Thậm chí là còn xuất hiện dày đặc, nhưng mà cũng không gây ra, không có trường hợp nào gây ra cái sự phản cảm đối với người đọc cả. Bởi vì chúng ta thấy rằng sau những cái địa danh ấy là một cái vùng đất đai xứ sở của Tổ quốc, và sự chất chứa những cái vẻ đẹp, những cái đau thương và cả những cái kỷ niệm trong lòng yêu mến của con người nữa. Và có thể thấy rằng là Quang Dũng cũng chính là một trong số những cái nhà thơ mà sử dụng gì ạ, đưa rất là nhiều những cái địa danh vào trong những vần thơ của mình. Và cái địa danh mà tác giả này sử dụng đó chính là gì đây ạ? Sông Mã. Đây là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong thơ của Quang Dũng, đúng không ạ? Hình ảnh của một dòng sông gắn với chặng đường hành quân gian khổ là một trong những dòng sông được coi là gì ạ? Hình ảnh tiêu biểu cho thiên nhiên miền Tây, đúng chưa? Chúng ta thấy không ạ? Thể hiện hai nội dung ạ, đúng không ạ? Và một cái từ được đặt rất khéo léo giữa hai cái danh từ, một là sông Mã, một là Tây Tiến, đó chính là từ xa rồi. Từ xa rồi ở đây để gì ạ? Đưa bản thân người đọc trở về với hiện tại, không phải là nhớ về hình ảnh dòng sông Mã nữa, mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, bây giờ chỉ còn lại ở đây một nỗi nhớ chơi vơi. Và từ xa rồi này cũng được coi là cái điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, đúng không ạ? Tức là gợi ra một cái khoảng hụt hẫng. Ok chưa ạ? Rồi, Tây Tiến thì chúng ta biết rồi, là một cái binh đoàn gì ạ? Tây Tiến tức là tiến về phía Tây. Và đây cũng là tên của một cái binh đoàn, bao gồm thành phần chính là học sinh sinh viên Hà Nội, đúng không ạ? Thành lập với cái mục đích, với cái nhiệm vụ là gì ạ? Bảo vệ vùng biên giới phía Tây, kết hợp với bộ đội Lào là gì ạ? Đánh tiêu hao sinh lực địch, đúng không ạ? Hiểu chị không nào? Rồi, và ơi, chúng ta thấy rằng đây ạ, ở trong hai câu thơ này, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Câu thơ đầu tiên là một cái câu thơ, là một cái tiếng gọi, đúng không ạ? Một cái tiếng gọi Tây Tiến ơi, đầy thiết tha và trìu mến. Tây Tiến bây giờ không còn là tên của một binh đoàn nữa, mà chúng ta cảm thấy đó là một cái thứ gì mà rất là gần gũi, giống như là một cái nhân vật đó, rất là gần gũi. Và để rồi Quang Dũng gọi với một cái tiếng gọi trìu mến đến như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy là ở trong hai câu thơ này thì Quang Dũng đã sử dụng cái điệp từ cộng với phần ơi, và nỗi nhớ được biểu lộ một cách trực tiếp, hiểu theo hai nghĩa. Đó có thể là nhớ chơi vơi, ở đây là một cái nỗi nhớ rất là đặc biệt. Chúng ta có thể hiểu theo hai ý nghĩa. Một, đó là lưng chừng của nỗi nhớ, và bởi vì là nỗi nhớ đang quá rộng, quá mênh mông, thế nên không biết đi về nẻo nào của nỗi nhớ thương. Ok không ạ? Nhớ về rừng núi ở đây chính là nhớ về cái gì? Thiên nhiên miền Tây đấy. Ok chưa nào? Các bạn ơi, các bạn có hiểu không ạ? Các em có hiểu không? Có hiểu hai câu thơ mà chị vừa phân tích cho các bạn không? Rồi, chúng ta thấy rằng là hai câu thơ tiếp theo này là hai câu thơ nhắc tới hai cái địa danh Sài Khao và Mường Lát, đúng không ạ? Như chị đã nói đấy, Quang Dũng là một trong số những cái tác giả rất là tiêu biểu trong cái việc gì ạ? Sử dụng cái gì? Sử dụng những cái gì ạ? Những cái địa danh của mọi vùng miền để đưa vào đây, đúng không ạ? Sài Khao và Mường Lát tiếp tục là tên của hai địa danh, được không ạ? Địa danh Sài Khao và địa danh Mường Lát. Với hình ảnh của câu thơ đầu tiên đó là hình ảnh của một đoàn quân mỏi mệt đi giữa một cái biển sương mờ phủ lấp, phải không ạ? Thế nhưng mà cái cảm giác đó nhanh chóng được xóa tan đi khi bước tới Mường Lát, với hình ảnh của hoa về trong đêm hơi, tức là hoa nở trong đêm sương, hương của những loài hoa rừng thơm ngát
đúng không ạ? Thơm mát và xua tan đi những cái mệt mỏi trên những cái chặng đường hành quân vô cùng vất vả của binh đoàn Tây Tiến. Chúng ta thấy rằng là Sài Kha và Mường Lát bây giờ không đơn thuần chỉ còn là những cái địa danh nữa, hiểu theo không gian địa lý nữa, mà chính hai cái địa danh này đã trở thành mốc thời gian lịch sử ghi dấu những cái ấn tượng gì ạ? À, những cái kỷ niệm về một thời chiến binh. Ok chưa nào? Được không? Hiểu chị không các em? Đây ạ. Ok không nào? Đó. Được không? Hai câu thơ tiếp. Được không nào? Chị nói nhanh quá à? Chị nói nhanh quá chị ạ. Một lát nữa nếu như bạn nào cần tư vấn về khóa học thì các em có thể nhắn tin cho chị, hoặc là các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị nhé. Được không? Nhá. Các em có thể nhắn tin cho chị, hoặc là các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị nha. Nhắn tin cho chị cũng sẽ tự tư vấn cho các bạn rất là nhiệt tình. Ok không ạ? Và ngày hôm nay có một cái ưu đãi cho các bạn, đó là sách của chúng mình trong ngày hôm nay sẽ được free ship sách. Thế nên nếu như bạn nào muốn bắt đầu sớm, muốn học sớm thì có thể nhắn tin cho chị Hiên để nhận thêm những cái thông tin về sách, để nếu như mà cảm thấy phù hợp thì có thể đặt mua và học sớm cùng với chị. Ok không? Nhá. Rồi các bạn ơi, ủa nhanh thế, sắp 9 giờ rồi đấy. Ok chưa? Hơi nhanh chị ạ. À. Hơi nhanh à? Ca thêm những câu lo này. Em có ghi kịp không? Các bạn có ghi kịp không? Có ghi kịp không các em? Ok, các bạn ơi, chúng mình có 4 câu thơ tiếp nhé. Đây là 4 câu thơ mang cái dáng dấp của một bài thơ tứ tuyệt. Nhắc tới bài thơ tứ tuyệt thì chắc hẳn là các bạn sẽ nhớ tới những cái bài thơ ví dụ như là Nam Cúc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiền Nhiên Đỉnh Phật, Đại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hoành Khan Thủ Bại Hư, hay là Tiếng Suối Trong Như Tiếng Hát Xa, Trăng Lồng Của Thủ Bóng Lồng, Hoa Cảnh Khuê Như Vẽ Người, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà, đúng không? Đấy, thất ngôn tứ tuyệt đấy, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta cũng có một cái bài thơ mang dáng dấp của thất ngôn tứ tuyệt như vậy. Ok chưa ạ? Và đây ạ, đây là một cái 4 câu thơ miêu tả, gọi là đặc tả về không gian thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, à, dốc lên cúc khuỷu, dốc thăm thẳm, sử dụng liên tiếp hai cái từ lấy ở đây ạ để miêu tả một cái địa hình gập ghềnh, hiểm trở, gấp gãy và cực kỳ là khó đi. Dốc thì khúc khuỷu, tức là liên tục có dốc, đúng không ạ? Và nó gì ạ? Sâu thăm thẳm, đúng chưa nào? Từ dốc được điệp lại 2 lần, nói về một cái địa hình gập ghềnh, hiểm trở, gấp gãy và rất khó đi. Nếu như mà các bạn đã từng lên miền Tây Bắc rồi thì các bạn cũng thấy là các bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn về cái này, đúng không ạ? Câu thơ thứ hai là câu thơ đặc tả về độ cao, được không ạ? Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa ở đây, súng ngửi trời, với hình ảnh của những cồn mây heo hút và hình ảnh nhân hóa súng ngửi trời. Hình ảnh súng ngửi trời này thể hiện cho chúng ta cái gì ạ? Thứ nhất là độ cao của núi cực kỳ là cao, cao tới cái mức mà hình ảnh người lính đang khoác súng trên vai như này và mũi súng chạm đến mây luôn, gì ạ? Ngửi trời luôn, chạm đến trời luôn, đúng không ạ? Và cái thứ hai, hình ảnh nhân hóa này giúp cho chúng ta cảm nhận được cái chất lính dí dỏm và lạc quan được thể hiện qua câu thơ này, đúng không ạ? À, khiến cho chị chợt nhớ tới cái hình ảnh đầu súng trăng treo và cái hình ảnh đó là bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy, võng mắt trông tranh đường xe chạy, lại đi trời xanh thêm. Tức là rất là yêu đời, rất là lạc quan, đúng không ạ? Đúng không nào? Rất là yêu đời và rất là lạc quan. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đúng không nào? Rồi, ok. Đó, cái chất lính ạ, dí dỏm lạc quan và hình ảnh người lính trong bất cứ thời kỳ nào cũng như vậy, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta thấy này, câu thơ tiếp theo giống như là mang cái gọi là hai vế đối ấy. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, vừa điệp vừa đối, đúng không ạ? Nhấn mạnh về cái địa hình hiểm trở, ngàn thước ở đây là một cái khoảng cách rất là rộng, đúng không ạ? Rất là lớn. Và thấy chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thấy là núi ở đây thì cao vời vợi, mà vực sâu thì sâu thăm thẳm, và khiến cho người đọc đang bị có một cái cảm giác là đang phải chơi một cái trò bập bênh chóng mặt vậy, đúng không ạ? Đang chơi một cái trò bập bênh chóng mặt, đúng không nào? Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, lên xuống, đúng không ạ? Và cuối cùng
Khi mà tất cả những cái thứ gập ghềnh, gấp gãy, hiểm trở, cao vời vợi, sâu thăm thẳm được san bằng bởi một cái câu thơ kéo lại sự cân bằng cho cái đoạn thơ này. Câu thơ như sau: nhà ai pha luông mưa xa khơi. Các bạn thấy không ạ? Toàn là cái thanh ngang hết. Thế là tự nhiên cái câu thơ kéo dài ra và nó ngang kéo như một cái đường nhỉ. Chúng ta tưởng tượng này, ví dụ nhá, dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, đúng không ạ? Heo hút cồn mây súng ngửi trời, đúng không? Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhưng mà cuối cùng nhà ai pha luông mưa xa khơi. Các bạn thấy không? Tức là gì ạ? Kéo lại cái sự cân bằng cho cả cái đoạn thơ này bằng một câu thơ rất hay: nhà ai pha luông mưa xa khơi. Hình ảnh của những nếp nhà pha luông, góc nhìn bây giờ đó là gì ạ? Hình ảnh những người lính Tây Tiến dừng lại nơi đèo cao dốc đứng và đưa cái ánh mắt của mình, đưa cái tầm nhìn của mình để nhìn về những cái nếp nhà pha luông đang ẩn hiện trong làn mưa bụi. Câu thơ toàn thanh bằng để kéo lại cái sự bình yên, yên bình, kéo lại cái sự cân bằng cho một cái đoạn thơ rất là gấp gãy, hiểm trở, gập ghềnh, khó đi, rồi thì quá là cao ở cái phần trên. Được không ạ? Các bạn hiểu không? Hiểu không các em? Hiểu bài không ạ? Các bạn hiểu bài không ạ? Hiểu bài không các bạn? Ok ok không? Các bạn ok không ạ? Rồi, nốt nhá, có nốt không ạ? Nốt hay là thôi dừng? Bởi vì bây giờ cũng sắp 9 giờ rồi đấy, nhanh quá. Thấy không? Học với chị Hiên thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Học với chị Hiên thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Rồi, chúng ta có hai câu thơ tiếp này. Đây là hai câu thơ mang trong mình hai cái lớp nghĩa. Ok không ạ? Lớp nghĩa đầu tiên là lớp nghĩa nói về người lính trong cái sự nghỉ ngơi, bởi vì là cái chặng đường hành quân của những người lính Tây Tiến là một cái chặng đường hành quân vô cùng gian khổ. Thế nên bây giờ anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Có nghĩa là gì ạ? Quá là mệt. Sau đó thì bắt đầu trên những cái chặng đường hành quân dừng lại một chút thì là ngủ gục bên súng mũ luôn. Được không ạ? Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng nếu như hiểu theo lớp nghĩa thứ hai thì chúng ta cũng có thể hình dung ra đây chính là hai cái câu thơ nói về sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Người ta nói rằng là người lính Tây Tiến chết trên đường hành quân còn nhiều hơn là chết trận. Bởi vì là sao ạ? Bởi vì bị đe dọa bởi quá nhiều thứ ở xung quanh, nơi rừng thiêng nước độc, đúng không nào? Thế nhưng chúng ta thấy rằng cái sự hy sinh của những người lính Tây Tiến ở đây ấy, với cái từ gục này này, là một cái từ gì ạ? Vừa tạo hình vừa biểu cảm này. Và chúng ta thấy rằng ở đây đã sử dụng cái biện pháp tu từ nói giảm nói tránh để gì ạ? À, giảm bớt cái sự đau thương khi nói về sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Ở đây vẫn có chất hiện thực nhưng đan xen với đó cũng là cái chất lãng mạn. Thế nên chúng ta mới nói rằng là gì ạ? Cái bản thân Quang Dũng theo đuổi bây giờ là gì? Lãng mạn cách mạng. Ok không ạ? Hiểu ý chị không nào? Lãng mạn cách mạng nha các bạn nhá. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục hai câu thơ tiếp theo. Đây là hai câu thơ nói về cái gì nhỉ? Hai câu thơ nói về cái sự nguy hiểm, những cái đe dọa xung quanh bản thân mỗi người lính Tây Tiến trong cái chặng đường hành quân của mình. Được không ạ? Rồi, chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Không phải là chiều nay, không phải chiều mai, không phải đêm nay, không phải đêm mai, mà là chiều chiều và đêm đêm. Nó giống như một cái vòng tuần hoàn đấy, đúng không ạ? Thời gian tuần hoàn, thời gian hành quân không một cái lúc nào là thôi không nguy hiểm cả. Đúng chưa nào? Mà chúng ta thấy rằng đó là sự đe dọa của thiên nhiên dữ dội với thác gầm thét và sự đe dọa của thú dữ, đúng không ạ? Cọp trêu người. Ở đây Quang Dũng sử dụng từ rất hay nhá, lựa chọn địa danh là Mường Hịch. Và chúng ta thấy rằng là nghe cái tiếng Mường Hịch ấy, nó giống như những cái bước chân hịch hịch huỵch 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 huỵch, kiểu như là tiếng bước của những cái gọi là gì ạ? Con thú dữ ở trong rừng vậy. Đúng không nào? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Ok chưa? Và cuối cùng chúng ta thấy rằng là ở bên trên là tất cả những cái gì nó hơi bị đen tối một chút. Bởi vì là nơi rừng thiêng nước độc rồi thì rất là nhiều thứ đe dọa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng hai câu thơ cuối cùng của đoạn thơ này lại là hai cái câu thơ gì ạ? Bộc lộ cho chúng ta thấy về cái sự kéo lại cái cân bằng. Tức là đúng là lãng mạn cách mạng đấy các em ạ. Đúng là lãng mạn cách mạng, và đây là một cái rất là riêng của Quang Dũng, thực sự là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cụm từ nhớ ôi là cái cụm từ gì nhỉ? Bộc lộ cái một cái nỗi nhớ da diết, cái nỗi nhớ mà đến cái mức mà phải trào ra, trở thành một cái lời bộc lộ nỗi nhớ trực tiếp, đúng không ạ? Nhớ ôi
đúng không nào? Một cái từ biểu cảm. Và đây nhớ ôi với cái gì ạ? Cơm lên khói là hình ảnh của những cái bản làng trong khói bếp ban chiều, rất là bình yên, rất là tình. Và ở đây chúng ta cũng nhìn thấy được cái tình cảm của gì? À, người chiến sĩ với đồng bào đấy, đúng không ạ? Người chiến sĩ với đồng bào đấy, đúng chưa nào? Chúng ta thấy rằng là cái sự gắn kết đấy, đúng không? Cái sự gắn kết của gì? Quân với dân như cá với nước đấy, đúng chưa nào? Phải không? Chúng ta thấy không ạ? Thấy không ạ? À, quân với dân như cá với nước. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, đây hình ảnh ạ, có một cái này rất hay ạ. Lựa chọn địa danh là địa danh Mai Châu, nghe rất là thanh, đúng không? Nghe rất là thanh, nghe rất là hay. Và chúng ta thấy rằng là nếu như một cái từ này nó là Lai Châu ấy, thì có vẻ như nó không còn được tinh tế và gợi cảm giống như là cái cụm từ nói về địa danh Mai Châu. Và nếu như các bạn đã lên, các bạn đã từng tới Mai Châu thì đây thực sự là một cái địa danh trên miền Tây Bắc, và nó rất là đẹp, rất là bình yên, được không ạ? Chị đã từng đi rồi. Và đây ạ, chúng ta có hình ảnh cuối cùng, mùa em thơm nếp xôi. Chúng ta thấy rằng là đất trời thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng thì có một mùa thật lạ, đó là mùa em. Mùa em ở đây không phải là bốn mùa xuân hạ thu đông đâu ạ, mà là một cái mùa rất là lạ, rất là đẹp và rất là tình. Mùa em là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước, mùa em đi phát dẫy làm nương, mùa ta gặp nhau, mùa trao yêu thương, mùa vương luyến nhớ, để xa rồi sẽ mãi không quên. Mùa em ở đây là mùa của sự đủ đầy, là mùa của tình yêu, là mùa của tình cảm giữa đồng bào và cán bộ cách mạng, được không ạ? Ok chưa nào? Các bạn ơi, thì đó là cái đoạn thơ đầu tiên. Chúng ta thấy rằng là chỉ với 14 câu thơ đầu thì bản thân nhà thơ Quang Dũng đã giúp cho chúng ta đã giúp cho chúng ta có thể khái quát được về cái nội dung, đó là nỗi nhớ về thiên nhiên miền Tây, về khung cảnh thiên nhiên miền Tây dữ dội như thế nào, bình yên ra sao, và hình ảnh những cái người lính trên những chặng đường hành quân gian khổ như thế nào. Chúng ta thấy rằng là đây giống như là một cái bức ảnh mà chụp gọi là flycam ấy, đúng không? Chúng ta tưởng tượng cái bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá, 14 câu thơ đầu giống như là chụp ảnh flycam, 8 câu thơ tiếp là gần hơn một chút, và 8 câu thơ tiếp theo là chụp trực diện luôn. Đấy, kiểu là như vậy, cái cảm giác là như vậy, và nỗi nhớ càng ngày càng trào lên mạnh hơn, được không ạ? Bài thơ này được coi là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Ok không nào? Các bạn thân mến, trong bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây, nhà thơ Quang Dũng từng viết như thế này: bao giờ trở lại đồng Bương Cấn, về núi Sài Sơn ngó lúa vàng, sông đáy chậm nguồn qua Phú Quốc, sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. Bản thân nhà thơ Quang Dũng vẫn luôn luôn ghi dấu ấn ở trong lòng bạn đọc với hình ảnh của một người nghệ sĩ, như chị đã nói cùng với các bạn. Đó chính là, chúng ta thấy rằng là bao giờ cũng như vậy. Đó là một cái chất thơ vừa có cốt cách của trượng phu hào hùng, lại vừa bộc lộ một tâm hồn tinh tế, hào hoa và đa cảm. Là một điệu thơ cổ kính và hiện đại, mang trong mình một cái bút pháp vừa táo bạo tung hoành, vừa tinh tế tài hoa. Và chúng ta thấy rằng là qua cái đoạn thơ mà chị vừa phân tích với các bạn, chúng ta thấy rằng thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc, trong thơ có họa, trong thơ có nhạc. Đó là tất cả những cái gì mà bản thân nhà thơ Quang Dũng đã thể hiện trong những cái vần thơ của mình. Và đọc thơ của Quang Dũng có cái cảm giác là giống như là đang gì ạ? Ngậm nhạc vào trong miệng vậy, đúng không ạ? Thì chị mong là gì? À, chốt lại với các bạn ngày hôm nay thì đó, khi mà các bạn tham gia vào khóa học cùng với chị thì các bạn sẽ được chị Hiên giảng dạy gọi là nhiệt tình như vậy. Ok không ạ? Sau mỗi buổi học thì chúng mình còn có cái tài liệu rất là chi tiết để gửi cho các bạn nữa. Các bạn sẽ có bài tập về nhà theo từng tuần, được chấm bài này. Sau đó thì các bạn sẽ còn được đánh giá năng lực theo từng tuần để xem là cái sự cải thiện của các bạn ra sao. Còn nếu như mà các bạn không có sự cải thiện thì đương nhiên là team học văn chị Hiên sẽ nhắc nhở các bạn để các bạn tập trung hơn cho việc học của mình. Ok chưa nào? Thì vấn đề chị muốn chia sẻ với các bạn ở đây là gì? Trong những lớp online của chị Hiên, không phải là chị dạy cho các bạn, mà là chị chia sẻ với các bạn. Không phải là chị buộc các bạn phải như thế này, mà là chị đang đồng hành cùng với các bạn. Đó là cái điều mà chị muốn các em hiểu. Thế nên cái điều quan trọng nhất mà chị muốn đó là gì ạ? Đó là chị muốn là xóa tan đi cái rào cản giữa học on và học off. Chị muốn là kể cả các bạn học on, các bạn vẫn được quan tâm giống như là học off. Thậm chí chúng ta còn có thể tương tác với nhau nhiều hơn nếu như các bạn chủ động,
được không ạ? Thế nên chị cực kỳ mong là với cái khóa học khai giảng đầu tháng 9 này, nếu như các bạn cảm thấy ok và tin tưởng chị thì chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong khóa học tháng 9 này các em nhé, được không ạ? Còn nếu như mà các bạn cần tư vấn thì các em có thể nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiền, ok không? Rồi, các em có muốn hỏi gì chị không? Các bạn có muốn hỏi gì chị không ạ? Em có muốn hỏi gì chị không? Lạnh quá. Ủa. Các em có muốn hỏi gì chị không? Các em có muốn hỏi gì chị không? Cảm ơn bài giảng của chị à. Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Chị sẽ lưu lại video clip này cho các bạn nhé. Đó. À có, ở trong các khóa học thì chị có lưu lại video clip, bởi vì chị biết là đôi khi các bạn cũng bị cấn lịch học ấy. Nên chị sẽ để lại để bạn nào mà kiểu không học được ngày hôm đấy thì các em có thể chủ động xem lại. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái ưu điểm của khóa học. Có em ạ. À có, các em có thể đăng ký khóa VIP để được học cả tất cả mọi thứ cho tới khi thi nhá. Ok không? Tức là bây giờ chị đang có hai khóa, một là khóa kiến thức nền và hai là khóa VIP. Đấy thì các bạn có thể tìm hiểu. Ok không? Các bạn có câu hỏi gì cho chị không? Nhạc khá hay à? Chị cảm ơn em. Có em ạ, à, có nhá. Khi mà các bạn tham gia học tất nhiên là bài tây tiếng sẽ được giải từ đầu rồi, yên tâm. Có nhá Khánh Vy nhá. Ok không nào? Các bạn có câu hỏi gì đặt cho chị không? Nếu như các bạn đang băn khoăn. Thế à? Học xong nghe bài này đỡ mệt hẳn luôn à? Đúng rồi, chị thích bài này ấy. Mà thói quen của chị là phải nghe khi nào thuộc mới thôi. Đường Bách Thiên An ạ, à, em ơi em nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Học chính thức thì mỗi tuần chúng mình sẽ học 2 buổi nha các bạn. Mỗi tuần chúng ta sẽ học 2 buổi nha các em. Nếu như mà khóa học kiến thức nền thì chúng mình sẽ hoàn thành trước Tết. Đấy, tức là đến hết tháng 1 dương thì chúng ta sẽ xong. Đấy, còn nếu như mà học khóa VIP thì đến hết tháng 5 chúng ta sẽ xong. Ok không? Tức là lúc mà các em sắp thi á. Ok không nào? Được giảm đấy Thiên An ạ. Có được giảm nhé, em nhắn cho chị hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được trả lời nhanh hơn nha. Có em ạ, khóa VIP ôn tất cả nhé, cả đọc hiểu và cả nghị luận xã hội nhé. Ok không? Cả phương pháp làm nghị luận văn học luôn nữa và luyện đề nữa các em ạ. Ok không? À, khóa VIP đầu tháng 9 sẽ bắt đầu em nhá. Khi mà học khóa VIP thì các bạn sẽ tặng cái này đây để chị lấy cho các em. Đợi chị một chút xíu.
đăng ký khóa VIP thì các bạn sẽ được tặng một cuốn sổ này. Đây là cái cuốn sổ kế hoạch hành động của chúng mình để chúng mình có thể sắp xếp lịch học, sắp xếp lịch đi chơi, sắp xếp lịch làm mọi thứ khoa học hơn. Đấy, thì đây sẽ là cái món quà mà các bạn được tặng này. Cái quyển sổ mèo của chị đâu ấy, không thì chị cũng sẽ mở ra cho các bạn xem thử ở bên trong nó có gì nữa. Hiện tại chị không biết là nó ở đâu. Đấy, thì tức là đây sẽ là cái mà các em sẽ được tặng này. Ở trong này có nhiều thứ xinh xẻo lắm, có nhiều thứ xinh lắm, nhưng mà chị không biết là quyển sổ mèo của chị ở đâu để lấy cho các bạn xem. Thì các em sẽ được tặng quyển này nhá, khi mà các bạn đăng ký khóa VIP. Ok không ạ? Đó, chúng ta sẽ có cái này, với cả chúng ta sẽ có một cái thẻ khóa học nữa. Đợi chị chút xíu. Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết bao sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chậm mặt thành phố đã sáng đèn. Đây nè, thẻ khóa học nè. Ok không? Cái sổ mèo chị không nhìn thấy ở đâu á, không biết chị để đâu nữa. Đấy, thẻ khóa học nhá. Ok không ạ? Cho các bạn xem. Đấy, chính xác. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay rất là cảm ơn các em vì đã dành thời gian cho chị, thời gian quý giá của các bạn dành cho chị. Và chị mong là sẽ sớm được gặp lại các em ở trong khóa học online. Hãy nhớ là chị rất mong chờ các bạn và chị mong mình có sẽ có đủ may mắn để trở thành người đồng hành cùng với các em. Bởi vì các em biết không, các em chính là sự may mắn của chị đây. Thế nên là hãy nhanh chóng đăng ký khóa học để gặp lại chị Hiên nhé. Bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn sẽ ngủ thật là ngon. Chúc các bạn sẽ ngày càng yêu môn văn hơn và sẽ đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi đại học năm nay. Cùng chạy sớm để về đích sớm các em nhé. Cố gắng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cố lên nhé. Chào yêu. Bye bye. Thank you các em.